Địa đạo diễn ca toàn tập của Thánh Phong Thủy Tả Ao Mấy lời để truyền hậu thế Ai học địa lý theo học tả ao Một là hay học càng cao Hai là cố ý cứ lời phương ngôn Ba là học thuộc giã đàm, bốn là mở sách la bàn cho thông chẳng qua ra đến ngoài đồng tỏ mạch tỏ nước tổ long mới tường mạch có mạch âm mạch dương mạch nhược mạch cường mạch tử mạch sinh sơn cướp mạch đi rành rành bình dương mạch lần nhân tình không thông có mạch qua ao qua sông qua đầm, qua núi, qua đồng, qua non. Lại có mạch phát ngội xương, nhìn xem cho tường, ấy mạch làm sao? Mạch thô si chẳng khép vào, vốn si một chiều, ấy mạch phát xương. 36 mạch cho tường, trước là cứ sách, sau y lời truyền. Ruộng cao, uốn xuống thì mạch táng trên ruộng thấp uốn lên thì mạch táng dưới bình dương mạch chẳng nề châm gối hề chính long thì tả hữu chiều lai đâu có chính long thì có sơn thủy gối kề nhưng trên sơn cước non cao cường long thổ mạch thế nào mới hay tìm nơi mạch nhược long gầy nhất thời ca huyệt nhị thời tàng phong đất có cát địa chân long táng cho phải phép anh hùng giàu sang nọ như suối đất bình dương mạch thích sát điền xem tường mới hay bình dương lấy nước làm thầy thứ nhất khai khẩu thứ nhì ngũ long thứ ba mạch thắt cổ bồng thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài muốn cho con cháu tam khôi phương nam có bút phương đoài có nghiên muốn cho con cháu trạng nguyên thời tìm bút lập hai bên sắp bày nhất là tân tốn mới hay bính đinh đoài cấn sắp bày đặt lên bút lập là bút trạng nguyên bút thích xác điền là bút thám hoa nhìn xem cho kỹ sẽ là đất hay khuyên ai học làm thầy địa lý trước phải đọc sách sau là lượng cao dù ai khôn khéo thế nào học mà chẳng xét ấy là vô tông thắt cổ bồng phòng ra huyệt kết xem cho biết mộc tiết kim loan mộc tiết văn đỗ trạng nguyên kim loan võ được tước quyền quận công con mộc vốn ở phương đông con kim vốn nó về dòng phương tây xem cho biết nó mới hay táng cho phải phép thực dày vinh hoa thắt cuống cà, phỉ ra mới kết xem cho biết huyệt cát huyệt hung huyệt cát nước tụ vào lòng đôi bên long hổ uốn vòng chiều lai huyệt hung minh đường bất khai sơn tà thủy xạ hưởng ngoài tà thiên táng xuống kinh sảng bất yên con cháu thường thường phát bệnh ốm đau muốn cho con cháu sống lâu tìm nơi huyền vũ cao dày lòng hổ bằng như chân tay chẳng có tả hữu bằng ngay chẳng lành kìa như đất có ngũ tinh nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn muốn cho con cháu nên quan thì tìm thiên mã phương nam đứng chầu muốn cho kế thế công hầu thì tìm cờ chống giàn chầu hai bên ngũ tinh cách tú triều nguyên kim mộc thủy hỏa bốn bên loan hoàn thổ tinh kết huyệt trung ương ấy đất sinh thánh sinh vương đời đời thiên sơn vạn thủy triều lai can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh nhị thập bát tú thiên tinh tại thiên chiếu huyệt rành rành chẳng sai ngôi đế phương mặt trời chẳng giảm huyệt công khanh chẳng kiếm ai cho đất khai hoa nhìn xem cho kỹ thấy thì làm chớ để lưu tâm trên sơn cước xa xăm cũng táng dưới bình dương nửa tháng cũng đi minh sinh ám tử vô di coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn quả nhiên huyệt chính long chân tiêu xa nạp thủy chớ lầm một ly táng thôi phúc lý tuy chi châm anh bất tuyệt thư thi gia truyền muốn cho con trưởng phát tiên thì tìm long nội đất liền quá cung thanh long liên châu cao phong kim tinh thổ phục phát dòng trường nam con gái về bên hồ sơn hồ cao thì phát sơn bàn cho thông phản hồ con gái lộn chồng phản long trai nó ra lòng bất nhân vô long như người vô chân vô hổ như đứa ở trần không tay trong long hổ lấy làm thầy trước sau sẽ tìm lấy chỗ huyệt chôn nước chẳng tụ đường kể chi kiếm ăn cũng khá xong thì lại không con trai thì ở bất chung con gái thất tiết chả dùng cả hai Thấy đâu lâm hổ chiều lai Minh đường thủy tụ Huyệt tài mới hay Tiên quan hậu quỷ sắp bày Án giày muôn tháp Chiếu giày phải cao Xem huyệt nào làm cho phải phép Chớ đào sâu mà thiệt như không Kìa ai địa lý vô tông Chẳng cử đúng phép Cũng dòng vô sư Tả ao phong thủy nhất trên đời Họa phúc cầm cân định chẳng sai Mắt thánh trông xuyên ba thước đất Tay thần xoay chuyển bốn phương trời Chân đi long hổ luồn qua gót Miệng gọi châu dê ứng trả lời Cảm ơn bạn đã theo dõi video Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé